Đó là một cái cỗ máy luôn thật à? You really are burning up. Game over. Bad boy Will. Oh shit. I'd say your niche needs a yank. Tôi đổi ý rồi, đây là điều tệ nhất có thể xảy ra đối với tôi. Kalak ra đây để tôi giết nào. Kalak, tôi muốn nằm ngủ thoải mái. Kalak. Kalak. Ui. Quá rồi. Chào mừng bạn trở lại với Thiện chơi Baldur's Gate 3. Chúng ta lại tiếp tục theo chân và nhập vai Will, anh hùng nhân dân, cây kiếm tiền tuyến và Warlock Patron ác quỷ. Tập trước chúng ta vừa mới làm trái khế ước của ác quỷ xong, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Cảm ơn các hội viên YouTube và các Patron đã ủng hộ Thiện trong quá trình xây dựng một cộng đồng chơi game nhập vai Việt Nam phát triển và lành mạnh. Bạn có thể tham gia Discord chơi game nhập vai của bọn mình, link ở bên dưới. Lát phải đổi lại màu áo mới được. Chả hiểu sao cái số anh này gặp bao nhiêu là bao nhiêu ác quỷ mấy tập gần đây. Đầu tiên là ở literal hell luôn này, địa ngục. Xong rồi lên trần gian gặp cái tay Raphael muốn làm giao kèo với mình để hắn giúp bỏ cái con nòng nọc trong não ra. Rồi gặp ác quỷ mà thực ra lại không phải là ác quỷ. Nghe đây, cô bạn Kalak này đây. Rồi ác quỷ giả danh làm paladin của Thia đi bắt Kalak. Nhưng mà chưa hết, khả năng là tối nay chúng ta lại gặp patron của chúng ta nữa. Bà cô Mizura chắc là sẽ đến chửi mình tại sao không làm đúng giao kèo là giết Kalak. Và nếu các bạn chưa biết thì chúng ta có một con thuyền đang ra khơi. Đây, con thuyền của hai bạn này. Rồi tập trước chúng ta đã đánh nhau ra bã rồi. Các thanh niên đều gần hết máu cả. Đi ngủ nào, nghỉ hết ngày. Reminder nghỉ hết ngày là nghỉ để hồi lại tất cả máu và tất cả tài nguyên mình có. Đây rồi. Patron, chào cô. Will, you've been naughty. And you know what happens when you're naughty. Mizura, Zariel's lapdog. I prefer advocate. Has a nice ring to it. You've been a bad boy, Will. Oh, she. I'd say your leash needs a yank. Oh, shit. We had a deal, Will. But Karlak's still breathing. I've taken more pleasant shits than you, Mizura. And at least those can be buried after. That's no kind of talk for a lady. By the way, Karlak. Zariel. Vậy là hai người này biết nhau từ trước. Zariel sets a regard. Câu này là mình nhớ mấy cái tập meme của Prozidy. King Dragon sends his regards. Và nói mục tiêu của tôi là quái vật. Nhưng mà Kalak có phải quái vật đâu. How precious. The little pupsters found his bark. Clause G, section 9. Target shall be limited to the infernal, the demonic, the heartless and the souls. Bà đọc khế ước rồi. Bà đọc bản hợp đồng lên. Trust me on this. You've been defiant. And defiance requires discipline. To win. What's going on? You burn the fires of Avernus. The lightning storms of Dis strike your flesh. Your soul passes through each layer of the hell. Cháy đen kỳ luôn ạ. Their essence and their torment. What? Oh, what? Biến thành Tiefling hả? Hay biến thành Devil? That's better. I've never grown horns before. Interesting. I've never grown horns before. Người làm gì ta vậy? Promise broken, a price paid. You know the terms. Get used to the new form, pet. There's no going back. Some magic even I can't undo. Now, let's see how the frontiers fare without their precious blade. Karlak, keep an eye on him, would you? I'll be keeping mine on you. Oh, and Will, don't forget, our pact still stands. Wow, người anh hùng nhân dân của chúng ta. Oh no, anh hùng nhân dân của chúng ta. Bây giờ là cái gì? Anh hùng ác quỷ à? Cây kiếm ác quỷ. Không,
dù có mang hình hài này, ta vẫn sẽ là anh hùng nhân dân. Không gì có thể thay đổi được bản chất của ta. Cũng có tí drip. Cũng có tí drip. Come on. Ủa thì có khả năng gì của ác quỷ không? Ok, bà cô Patreon chỉ cho được cái ngoại hình. Bà tưởng bà mặc áo hở ngực là bà làm gì cũng được á? Bà tưởng. Cả Lân muốn nói gì đây? Will, I don't know what to say. I can't believe what you did. It's been a long time since someone stuck their neck out for me like that. How can I thank you? Không. Đó là việc tôi muốn làm. Tôi muốn làm điều tốt trên thế giới. Tôi muốn công lý được thực thi. Nhưng mà khi cái công lý đấy nó không đúng đắn, như là tôi phải tìm và giết một người không phải là ác quỷ, một nạn nhân như cô, tôi sẽ không làm. Cho tôi một vài lời khuyên về việc chăm sóc cái sừng. Rather live without them, but those babies are absolutely magnificent. Tôi đồng ý. As far as I'm concerned, you've never looked better. Keep them clean and dry. Apply a bit of seed oil now and again, and they'll shine. Wow. I'm grateful I get to travel with you, Will. You may look like a devil, but you're one of the most noble men I've ever met. Oh. Bây giờ cả avatar của anh ấy cũng có cái sừng. Nhớ nhá, seed oil vào sừng, xỏ rồi cái sừng nó sẽ sáng loáng. Mọi người có thể đoán được Thiện là người hay cope, hay copium bằng những lời đùa. Well shit. So với những cái giá tôi đã phải trả để làm việc đúng đắn, đây có là gì? Đây có là gì? Bây giờ cái đám Paladin đó đã biến mất rồi. Cô định làm gì tiếp? First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic around here, right? Yeah, có một cái ông ở làng Tiefling. Sao cô lại phải đánh nhau ở trong cái cuộc chiến đẫm máu đó? Let me see if I can paint you a picture. The year, Tenere. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlach, a knock-kneed delinquent from the outer city, with everything to give and nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the wrong crowd. Worked for a guy I respected a lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. Ah, she yeah. Put this thing in my có chest and set me to work. Có cổ vai. But to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. Cái thằng cha mà đưa cô cho Zariel là guy named Gortash, politician, inventor. One of politician. These wheeler dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job, a good job, with people I liked, doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh. Feel so invincible again. Huh? You're jealous of who? People I liked doing work I was good at. Jealous of that girl? Ah, có thể là cô ấy nói đến cô ấy ở quá khứ. Tôi ghen tị với cái cô gái của quá khứ đó. Cảm giác invincible. Cô và Mizora có phải biết nhau? Sao we were both part of Zariel's inner circle. Her by choice, me by force. In the grand scheme of things, I'm inconsequential to Zariel. Sure, I've got the engine, but I wasn't even her strongest fighter. She favored me like a child favors a cat
attractive pet. Mizora envied the attention, I suppose. I'm sure when Zariel gave her the order to hunt me down, Mizora was delighted. Vậy là Mizora cũng ở dưới trướng của Zariel. Ít nhất là Mizora phê chuẩn tôi, không đưa thêm nhiệm vụ để tôi. I guess that's good news, right? Maybe Zariel's found some other poor sap to occupy her interest. Tại sao cô nghĩ Mizora lại đuổi theo cô? You think she'd have more important things to do? Devils and their pride. Hoặc là Zariel. Tôi có thể tại sao cô muốn trốn đi? No kidding. The fighting, the chaos, the betrayal. It had the makings of a good stage show, but I did not want to be one of the players. Cái Infernal Engine, động cơ địa ngục đó. Gives me energy, power. Cho cô. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. Cô phải cảm thấy thật. I try not to think about it. I still think about it constantly, but, you know, I try. One of these days, I'll sort the whole infernal affair out, get myself cooled off, start making up for lost time. Vậy những cái but chấm này là những cái lỗ today. Để lửa nó xì ra. Cô nghĩ cách tốt nhất để giết một devil là gì? Hỏi cho một người bạn. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? Devils và demon trong thế giới của D&D là khác nhau. Thực ra dịch theo tiếng Việt, devil, demon đều dịch là ác quỷ. Nhưng mà devil là một cái dạng theo trường phái lawful evil, nghĩa là bọn nó xấu xa nhưng bọn nó vẫn có một cái tổ chức. Còn demon là cái bọn xấu nhưng mà thậm chí còn không có tổ chức luôn, bọn nó thích là gì là làm đấy. Tôi chưa bao giờ nghĩ là các con đường đi đã dẫn tôi đến đây. Một con nòng nọc của Mind Flayer trong đầu, chán rồi bây giờ mọc sừng. Funny you should ask. I was just thinking about nào. What would have become of us without that Nautiloid. I mean, I know where I'd be. Trapped in Avernus still, with the Blade of Frontiers on my tail. But what about you? Cái kiến tiền tuyến đuổi theo. Đuổi theo một ả devil cực kỳ tệ, tên là Karlak, suốt dọc Avernus. Chắc là cô đã nghe đến ả này. Wonder if you would have caught me. Would we have figured it all out, come to terms, or would it have been a case of last lunkhead standing? Happy the Nautiloid intervened before we snapped each other's necks. Oh boy, đến giờ ngước mắt lên rồi. Okay. Karlak's temper is a sight to behold. She'll need to be careful. That rage will burn her right out. Okay. Nhìn xuống nước rồi. Isn't it glorious? Karlak's fury is a wonder to behold. Okay. Yeah, Karlak, cô biết có một cái người phụ nữ này trong camp cũng hăng lắm. Có vẻ là cô ấy has a heart for you. Đẩy vai. Có gì đó yên bình cho không gian. Tiếng ve sầu râm ran. Một chút tí tách của lửa trại. Và tiếng suối chảy xa xa. Có thứ gì đó trong không gian cho tôi hy vọng vào ngày mai, rằng chúng ta sẽ tìm ra cách, rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Và tôi mới nhận ra là hiện giờ mà tôi muốn đi ngủ là tôi không thể nghiêng sang bên được nữa. Hả? Bây giờ chỉ có nằm thẳng nữa thôi, nằm thẳng còn khó ấy. Nghiêng sang bên phải cũng được, nghiêng sang bên trái không được, nằm sấp cũng không được. Tôi đổi ý rồi, đây là điều tệ nhất có thể xảy ra đối với tôi. Karlak, ra đây để tôi giết nào. Karlak, tôi muốn nằm ngủ thoải mái. Karlak. Oh my god, she's dancing again. Đây, nằm ngửa, bây giờ chỉ nằm ngửa, phải gối lên cái gối.
Oh, con chó đến rồi. Scratch. You spot a name on the dog's collar. Scratch. Mừng là con chó vẫn nhận ra mình, mặc dù đã mọc hai cái sừng. Pet, đương nhiên rồi. Wow, trông mặt mình có nhiều vết. Oh my god, it's actually kinda... what is this? Da bây giờ có vẻ sần sùi hơn. Chỗ cái sừng, về chỗ má nữa. Nhưng không sao, chúng ta có thể xoa chó thêm một lần nữa. Nhan sắc của tôi còn đâu. Phải tìm một chút oil seed bôi lên sừng để cho nó sáng loáng lên. Rồi lúc đó nhan sắc tôi sẽ trở lại. Hôm nay chúng ta làm gì đây? Play the frontier. I now inhabit the guise of a devil. This was punishment for betraying the terms of our pact. I am fortunate she did not cast me into the hells, but I'm still alive for now. I can only imagine what she'll demand of me next. Không thể chờ được để xem là Mizura sẽ đòi gì ở tôi tiếp theo. Chúng ta có thể tìm cái gói hàng chỗ mà bọn No và Haina đánh người. Our fiery friend Infernal Mechanic, chúng ta có thể làm điều đó. Chúng ta có thể về trại tiếp Link Cam một chút để hỏi về Infernal stuff. Ok, vậy thì những thứ trên bàn của chúng ta hôm nay là về tìm cái anh thợ rèn xem có giúp được Kalak không. Ngay sau đó chúng ta sẽ đến trại của Goblin, tìm ông Druid Housen, giết leader của bọn Goblin để hỗ trợ cho hội di cư Thiếp Linh. Xem căn nhà này có gì để loot nó được không, trước khi mình đi nào. Ok. What's this? That smells ripe. Thổ hào ledger. Có chuyện gì đấy đã xảy ra với mọi người ở đây. Càng ngày càng nhiều người bị thương hơn và họ phải rời đi. Start the chip. Mình cần khiên. Cần rất nhiều khiên. Tất cả mọi người đều có thể dùng khiên. Kalak có thể mặc đồ giáp xịn hơn thay vì cái bộ áo rách bươm đấy. Yes, chúng ta có lại màu cơ bản rồi. Shit, nhiều trap vậy sao? Tự nhiên nhìn cái này mình lại nhớ đến có một chỗ rất nhiều bẫy mà mình chưa quay lại để phá khóa. Phá bẫy. Yeah, no. Be careful. There are traps about. Trap. Just as I expected. Nhưng mà qua. Take the ship to Zentarim. Zentarim, huh? Fortress of Dark Cold. Nhìn cái này nhớ đến Doctor Strange. Zentarim trong lore của D&D nó là một cái mạng lưới có thể gọi là xã hội đen. Cái mạng lưới này nó không hẳn là trái pháp luật hẳn, mà nó kiểu đi cái làn ranh giữa đúng luật và sai luật, là cũng khó bắt nó. Thường thì cái hội này làm nhiều thứ vì tiền. Chúng có thể làm việc tốt, chúng có thể làm việc xấu, chúng không quan tâm, miễn là có lợi cho bản thân. Ok, stone chair. Đây có một cái stone chair nữa. Lấy ra, ra đây xem nào. Interesting. Pride of the gate. Oh dear. Someone's left a trap. Yep. Wow, nhiều đồ quá. Wow. Ok, chúng ta sẽ time skip đoạn này. Tất nhiên là mình nhặt hết rồi. Damn. Great Axe cộng 1 đơn giản là nó cộng 1 vào điểm tấn công và cộng 1 vào sát thương. Rồi, tôi đã lấy được rất nhiều kiếm. Các cô bạn đanh đá và to lớn, cô nào muốn kiếm nào? Như vậy, cái animation của họ cũng là đang ngồi. Great Axe cộng 1. Why? Yes, of course. Nhân tiện mình cũng muốn giải thích một số thứ. Khái niệm saving throw ở trong D&D và cả Baldur's Gate là mình phải kháng lại một cái hiệu ứng gì đấy, và mình phải lăn một cái xúc sắc D20 để xem là mình có kháng lại cái hiệu ứng đấy thành công hay không. Có 6 loại saving throw, nó sẽ tùy thuộc vào 6 cái điểm stat của mình. Có strength saving throw, có dex saving throw, con save, int save, wit save và charisma save.
các cái thông số này nó cũng là cái chỉ số có thể dùng để thủ của mình, và có thể là đá rơi thì nó sẽ cần strength saving throw để đỡ lại con đá đấy, hoặc là dex saving throw để nhảy tránh ra này, có thể độc vào người mình phải con save để xem cái thể chất của mình có kháng được cái độc đấy không, tùy vào các cái loại khác. Wit save thì có thể là một hiệu ứng gì đấy nó điều khiển tâm trí mình. Intel save là để có nhận ra được cái ảo ảnh gì đấy không. Charisma save thường là cho các hiệu ứng xem là có mất bản thân mình hay không. Những cái ví dụ vừa rồi của mình cũng khá là tạm bợ thôi, và cũng là để cho mọi người có một khái niệm hơn về cái saving throw là gì. Thông số thủ của mình ngoài cái việc giáp chống lại các đòn tấn công ra thì còn có các cái saving throw, 6 cái saving throw đó nữa. Các phép hay là các cái hiệu ứng như là acid, băng, lửa gì đấy, độc, nó sẽ dùng các cái saving throw của mình. Well, có cần biến lại không nhỉ? Nè, cứ để đấy đi. Trông bé bé xinh xinh. Đường này có nhiều máu. Và có cái xác. Chỗ này có lửa, đi đừng phải cẩn thận. Sis. Oh. No, đúng không? Yep, yep. Nên trốn, đi cẩn thận đến. That symbol in the blood. What does it mean? Tưởng tượng cái đầu lâu có các tia ra như là cái bàn tay. Hãy cho một người nào tanh tanh đi trước nhỉ, thôi được rồi. Bọn nó vẫn chưa nhìn thấy. Đứng trước cái hang này. What? Oh. Jesus. Shock of psychic pain, the pack leader's mind clamps onto yours. You see yourself through her eyes. Well, red cluster of organs. Feast. No. The voice has forbidden this meat. Null see your whole world as a meal. This voice is acting as a leash, but it won't hold them for long. Trong cái đầu bọn này có một cái giọng nói gì đấy. Tìm cái trong đầu cô ấy cho cái nguồn của cái giọng nói này. Cái này cũng dùng cái con nòng nọc trong đầu mình này. The memory. Tìm thử xem nào. The beast daubs the symbol of the absolute on a cave wall in blood. Very deep. Tadpole struggles to assert control against the ravenous chaos of her mind. As the symbol glows, power. Cũng có một con tadpole trong này, yeah. Authority. Lại có cái khả năng mình có thể dùng con nòng nọc trong đầu. Bọn nô này khá là nguy hiểm. Nó cũng có khá khá đứa. Chưa dùng vội, cứ điều tra thêm đã. Tìm hiểu tại sao lại có cái con nòng nọc trong này. Nó có phải bị cho vào không? Mind player reaching out. And then the voice bringing order. Eating this meat was forbidden, but it would lead her to a feast. Tìm trong đầu của con này có thịt ở gần đây không? Anxious hearts throbbing, ready to burst, ready to gorge on. The voice says they are meat. The meat is trapped, terrified, but protected by fire. When the fire dies, the meat will die too. Có vẻ đấy là những người bị mắc kẹt bởi cái bọn này. Có vẻ là họ ở trong cái động lúc nãy mình ngó vào, nhưng mà xa quá chưa thấy. Không dùng những cái lựa chọn này, không dùng con Mind Flayer. Ok, chuẩn bị đánh thôi. Hôm nay mình đang không mang một spellcaster nào có will spellcaster. Ở địa vị này không có lợi thế, tại vì bọn nó có thể trèo lên trên cao chỗ bên này. Hear that? Someone's fighting the gnolls. We should help. Don't be a fool, lad. Shut your mouth and keep your head down. Leave the heroics to them that don't value their own skin. Wow. Okay. Tôi không trách cái cậu bạn đấy. Nhưng mà mình mất máu nhanh quá. Giờ là lúc chúng ta cần một cái phép vùng ở đây. Đã mà có spellcaster. Will thì chỉ có một cái phép máy chém, nhưng mà nó khá bép. Đó, con này sẽ treo lên cao và nó sẽ có thể bắn được rất nhiều người. Mày chém.
Oh. Vũ binh nào. Vẫn không đủ sống. Game over. Nãy mình có thể dùng cái con Parasite có lợi thế. Quyết tâm là không dùng. Ok. Ok. Chúng ta sẽ quay lại sớm thôi. Alak đi trước, A thanh niên đi sau. Go for a good meal. Quiet. Turn base. Chưa đã. Assassin. Khởi đầu đã thuận lợi hơn. What the hell? Chết luôn hả? Nó không thể bị đẩy. Vừa có thể cho Cloud Dagger vào đây. Phải nhìn Gale sẽ đi cứu Astarion. Nào. Để cứu được Astarion thì mình phải cứu ngay bây giờ. Chạy and hide. Còn không trốn được. Vũ binh. Con này chạy ra lần này. Không sao. Mình có thể xử lý cái con đấy. Kha'lak phải trụ được cái đống kia. Kha'lak phải căng đấy. Tuyệt vời. Chúng ta crit. Một cái crit rất đúng chỗ. Chói đi, chói rồi. Mày chém đang hoạt động. Bây giờ việc mình lo là mấy con bắn cung. Hy vọng mình có thể đẩy nó xuống. Bình thường Thunder Wave sẽ trúng bạn bè, nhưng vì mình là Wizard Evocation School nên là sẽ chỉ trúng địch thôi. Và nó save Thunder Wave chưa vấn đề. Mình vẫn còn một lựa chọn nữa là dùng Will để đẩy. Tuyệt vời. Kha'lak gặp rất nhiều vấn đề rồi. Đổi máy chém ra chỗ này có cả ba con. Gale sẽ lên đây cứu Kha'lak. Kha'lak không cần làm gì cả, chỉ đứng đấy làm tanh thôi. Oh, và bọn nó chết rồi. By the gods, you're a sweet sight. Are any of my crew still alive out there? Tôi chỉ thấy máu và lòng mề thôi. I guess that's a no. Risen Road's more dangerous than ever. You're the first friendly face we've seen since Eltergard. Eltergard khá xa ở đây. Ông định đi đâu vậy? For Baldur's Gate, got some cargo to deliver, but we've a stop to make along the way. Where's that? Joaquin's Rest. It's just up the road. I'd be enjoying a mug of ale right now if those beasts hadn't jumped us. Listen, you look like you know how to handle yourself. You should meet my associates. We've got our own drinking spot by the tavern. Invitation only. Tell okay. The fellow on the door. Little Serpent, Long Shadow. He'll take pass. Good care of you. Bạn anh Rugen. Anh bạn vận chuyển gì thế? Aye, the whole reason we're in this mess. Trinkets for some rich tosser in Baldur's Gate. He gets his shiny baubles.
We get a handful of Terenths. Có vẻ là rất nhiều người chết vì cái đống đồ đấy. Rich men place more value on wine and fine clothes than on the lives of folks like me. It's a pretty bit of frippery that'll sit on a mantle gathering dust. But the pay for delivering it makes the risk worthwhile. Không gì, chúc em anh bạn may mắn. Rất là mình chưa biết nhiều về Kalak để roleplay đúng cô ấy. Nhưng mà mình nghĩ là cô ấy sẽ không dọa lấy hàng. I think. Dậy nào, wakey. Oh my god. Có vẻ là cái combat này nó quá level của mình. Ambush như thế rồi mà cũng nửa sống nửa chết. Shah got as a creation or saloon as a god of destruction, yet both are true. Shah, một cái vị thần của bóng đêm, và Saloon này, vị thần của mặt trăng. Người ta sẽ nghĩ là Saloon, thần của mặt trăng sẽ là hướng thiện hơn, và Shah, thần bóng đêm sẽ hướng ác. Nhưng trong cái bức thư kia nó nói là Saloon, người mới là người ích kỷ hơn, đã đưa hai cái vị thần này đến với tranh chấp. Mind Flayer Parasite? Vậy là đúng, chính xác con kia có một cái Mind Flayer Parasite trong đầu. Ok, việc đầu tiên chúng ta cần làm là bấm vào cái short rest. Combat vừa rồi khó, rất khó. Có lẽ là nếu mà mình dùng cái khả năng của Illithid, khả năng của con nòng nọc trong não để điều khiển cái con chùm ngay từ ban đầu thì cái combat sẽ dễ hơn, hoặc là thậm chí còn không có combat. Hoặc là mình làm một cách nào đấy có thể nói chuyện được với hai người trong hang trước và cùng hợp lực thì đánh dễ hơn. Nhưng với những kiến thức của nhân vật này, với những kiến thức của Will và với những gì tài nguyên chúng ta có, với sự không hợp tác với con nòng nọc trong đầu, chúng ta cũng đã vượt qua được cái combat đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lên level với nhau nào. Level 4, tất cả các class sẽ được lấy một cái ability score increase hoặc là feat. Friends thì cho ta lợi thế trên các cái charisma check để persuasion, thuyết phục, deception, lừa gạt hoặc là intimidation để dọa nạt ta đấy. Will là một người có nhiều charisma và hay đi nói chuyện thì những việc đấy sẽ có ích. Phép level 2 tiếp theo mà chúng ta sẽ lấy Mirror Image, một phép bảo vệ. Mình có cần đổi phép gì không? Hex có vẻ mình không quá nhiều dạo gần đây, nhưng mà nó vẫn có thể có tác dụng khi mà mình đánh một kẻ địch mạnh, nên là tạm thời vẫn cứ để đấy. Fit hoặc Ability Score Increase thì mình có thể chọn hoặc là cộng 2 điểm stat, ví dụ 1-2 hoặc là 1-2 vào Charisma. Thêm Charisma là thêm khả năng đánh kiếm của mình, cũng như là thêm khả năng bắn phép Eldritch Blast dễ chính xác hơn, đau hơn, nhiều đam hơn. Các cái phép của mình cũng khó bị saving throw lại hơn. Nhưng mình thấy một điểm rất yếu của Will hiện tại là giáp giấy, nên là mình sẽ lấy Moderately Armored. Feat này cho phép chúng ta có thể mặc được giáp, loại giáp vừa chứ không chỉ giáp nhẹ nữa. Và giáp vừa sẽ giúp chúng ta rất nhiều. Gale. Thêm một cantrip cho Gale, chúng ta sẽ lấy ánh sáng. Vì tại sao? Oh, no. Blade Ward thực sự cần thiết khi mà chúng ta không hề có hành động né trong Baldur's Gate. Đôi khi chúng ta chỉ muốn đứng ra để đỡ đòn. Giống như vừa nãy mình dùng Kalak chỉ đứng dậy để có thể là đỡ đòn thôi, chứ chả cần làm gì cả. Đứng ở chỗ để kẻ địch dễ bắn, không cho kẻ địch đi chỗ khác. Hoặc Gale thậm chí là phải giữ một cái phép Concentration. Như mình đã giải thích, Concentration là một cái phép thường rất mạnh. Và mình ăn đam thì mình sẽ phải lăn Constitution Saving Throw xem là mình có giữ được cái phép hay không. Cái này sẽ giảm lượng đam mình có thể ăn được. Tiếp đến, chúng ta có phép cho Gale. Mình nghĩ cái phép Enlarge Reduce sẽ khá có ích dùng ngoài combat. Và đôi khi mình cũng muốn khiến cho kiểu như là Kalak hoặc là Lazel to lên để đánh đấm đau hơn. Hiện tại mình nghĩ là mình sẽ lấy Misty Step. Đây là một phép để teleport. Không bao giờ chuẩn bị Witch Bolt. Đây là một phép cực kỳ tệ. Cực kỳ tệ. Fit cũng như vậy, lấy cái giáp vừa. Chúng ta phải sống sót khi đi mạo hiểm đã. Những cái công cụ mà chúng ta, những cái công cụ mà Spellcaster, những người sử phép có thể dùng rất nhiều. Hiện tại chúng ta không cần quá nhiều thêm. Kalak là một Barbarian thì có một feat cực kỳ mạnh. Oh shit, chúng ta có thể đổi. Tuyệt vời. Vậy thì mình thử đổi sang cái khác xem. Tại vì Elkhart vẫn phải chạy qua một đống các thứ phép diện rộng của đồng đội. Thử Tiger thì có thể nhảy xa. Feat có một cái feat cực kỳ tốt cho Barbarian.
vì Barbarian có Reckless Attack, có thể tự cho mình advantage, lợi thế khi tấn công. Chúng ta sẽ lấy Great Weapon Master, chúng ta có thể lựa chọn trừ 5 vào độ chính xác và cộng 10 vào đam. Khi mà trừ 5 vào độ chính xác chúng ta sẽ khó đánh trúng hơn, nhưng với advantage thì nó sẽ tăng lại cái độ chính xác như cũ. Rất là tốt, một cái feat để tăng đam cho mình. Có một thứ mình muốn thử với Astarion. Nếu mình chọn Gloomstalker Ranger thì vẫn là cái phong cách trốn và bắn, nên là mình nghĩ vẫn hoàn toàn hợp với cái nhân vật này. Thứ hai là mình cần Astarion gây nhiều đam hơn một chút, nhưng mà có thể cái đấy sẽ làm sau khi mà mình lên level 5, và mình cũng cần tìm một số cái hand crossbow, cung bắn tay nữa. Hiện tại Astarion sẽ cho đơn giản cộng điểm start và nốt, mình sẽ đổi Astarion sau. Trở về trại và cho một vài người nghỉ ngơi, tại vì Astarion và Kalak hiện tại khá ít máu. Rồi lại Cam nào. Oh, fine. I'll be here eating dirt or whatever. Cho mượn cái giáp nhá. Oh jeez. Oh jeez. You need something to wear. Where's her normal stuff? Yeah, we'll glow up. Đi cùng tôi. Thêm phép gì đây? Magic Missile. Yeah, okay. Magic Missile là một phép mà không cần dùng đến Intelligence, bởi vì Intelligence của mình rất thấp. Mình đang thử cái subclass Eldritch Knight này cho Lazel, mà có vẻ không hay bằng cái subclass Battle Master. Với subclass này thì mình nghĩ là Great Weapon Master vẫn tốt. Mình có muốn Lazel làm tank không? Thế thì Lazel sẽ không có nhiều đam. I guess she could be a Sentinel. Oh shit, nó hơn trong D&D à? Advantage vào Opportunity Attack. Vậy thì Lazel sẽ là một người phòng thủ. Shadowheart, đi cùng nào. Và lên level. Thêm cantrip, chắc chắn là Light rồi. Oh, thế xin lỗi, chắc chắn là Bladewood rồi. Vì trong Baldur's Gate 3 không có hành động né. Không biết mình nói câu này bao nhiêu lần rồi. Shadowheart muốn dùng phép. Khi mà Cleric lên level 5 có một phép rất mạnh là Spiritual Guardian, và cái phép đấy cần phải giữ được concentration, nên Shadowheart sẽ lấy Resilient Constitution. Warcaster ở trong game này không mạnh bằng, tại vì thứ nhất là mình luôn luôn có thể cast spell khi mà cầm khiên và vũ khí trên hai tay, nên là cái phần đấy của Warcaster không còn nữa. Thứ hai là cái Opportunity spell của mình chỉ có thể dùng để cast Shocking Grasp, chứ không thể cast một cái spell mà mình muốn. Nên Warcaster trong Baldur's Gate yếu hơn trong D&D khá nhiều. Vậy mình sẽ lấy Resilient Constitution. Kalak đi cùng nào, nói chuyện với cậu thợ rèn. Chúng ta sẽ mở bản đồ ra để fast travel về ngay bên ngoài của cái làng lùm cây. Thought I sensed an inferno around here. But you aren't from Elturel. What's your story? I spent a good bit of time in the hells. Enlisted against my will by the Archdevil Zariel. Same as you, I suppose, if you're from Elturel. The devils were delighted when your city was swallowed up. I thought they had you for keeps. Glad you got out. I got lucky. It looks like you did too. And you brought infernal machinery with you. A little gift from Zariel. Keeps me burning hot. Very hot by the smell of it. Might be burning out a piston ring or leaking oil. Mind if I take a listen? Be my guest. Don't get too close or your eyes will melt shut. Đó là một cái cỗ máy luôn thật à? You really are burning up. Whoever put that engine together tried to house metallurgized Demono valves inside a Ragnax alloy casement. Very risky. Có ai có thể nói tiếng bình thường, tiếng Anh hoặc tiếng Việt được không? And a prayer that my hammer will survive the work. That thing isn't meant to operate outside of Ernest. I'm not sure how much longer it'll keep running the way it's going. Will you be able to turn down the temperature a little? Worried I'm gonna go in for a handshake and singe someone's arm off one of these days. I'd worry about surviving the night first. But help one, help both. If we can cool you off, it'll stabilize your engine and allow you to touch whomever you please.
cái mắt của ấy kiểu sáng lên ấy. Vậy chúng tôi nên tìm sắt địa ngục ở đâu? It has a pull to it. Absolutely magnetic. Once you know what you're looking for, I can show you where I'd look. Thế thì cậu sẽ tìm ở đâu? Meanwhile, I've still got plenty of weapons and armor in stock if you're looking to load up. Chúng ta không cần thêm khiên nữa. Oh, bán đồ. Of course. Cảm ơn anh bạn. Okay, mà. My condition is worsening again. I need to consume some powerful magic or it may become volatile. Sure. Perhaps I'm not conveying the urgency of the situation. It's incredibly world-shatteringly important. Give me a suitable artifact, please. Xin lỗi kêu. Tôi chưa có nhiều đồ đến thế. Of course. I hate for you to think me impatient or ungrateful. Persevere. But now. Để cố lên kêu ơi. Infernal Iron. Infernal Iron. Tất cả mọi thứ đều có thể đem bán. Chúng ta có thể nhảy xuống đây để chúng ta đốt cái lửa. Chúng lửa để đốt cái tơ nhện này đi. Yep, xuống nào. Hoặc là chúng ta có thể thử mở cửa này. So you encourage people to make a pact with House Offspring. Vậy là anh ủng hộ việc làm một cái bản ký kết với những đứa con của địa ngục, đưa ra cái linh hồn của mình cho chúng. Chúng ta chỉ có một mạng thôi, tại sao không dùng nó tối đa? Vậy là cái bản ký kết của cậu là gì? Hả? Vì trước đây là anh còn không đưa được cái những cái vở kịch của mình lên báo lá cải, mà bây giờ lại đây là cái vở kịch được lên sóng của anh. Vậy thì anh đã đánh đổi gì? Bản ký kết với ác quỷ của anh là gì? Chúng ta xong ở đây rồi, chúng ta xong rồi. Đấy, câu chuyện này thú vị phết. Inferno Iron. Sắt địa ngục ơi, bạn ở đâu? Oh my god, nói sớm hơn được không? Blueprint. Ok, sure, phải đi. Sắt địa ngục đâu? Oh. Boom. Those webs are huge. Tread lightly or become dinner. Ở đây có nhện. Rồi bình tĩnh. Chúng ta ở đây để tìm sắt địa ngục, chúng ta không ở đây để đánh nhện. Kalak, nhảy lên nào. Sắp có sát địa ngục của cô, tôi nghĩ thế. Mệt quá. Ai thèm mở khóa cơ chứ. Sao mày mở khóa khi chúng ta có thể làm thế này? Inferno Iron. Một loại sắt không chảy ra ở nhiệt độ bình thường để nung nấu. Giờ chúng ta đã có thể về với Damon để xem anh ấy có thể làm được gì với trái tim của Kalak không. Tôi đã tìm thấy rồi. Please let this work. The weight of it and that blaze of chaos. Can't imagine this where my heart should be. Must be quite the experience. Yeah. Give me just a moment. Ah, yes. Classic. Thợ rèn. Boom. 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 Mấy cái? 5 cái chưa? 6. 7. 7 cái. There. 7 nhát búa. Have to install it, I'm afraid. Vẫn đỡ hơn God of War. 1 nhát búa. Con. Đấy, sau rồi. Wow. Gắn vào ngực. Stack một cái. Good. I'm still burning hot as hell's hole, but I feel less changeable. Cheers, mate. Pleasure. Cheers, mate. And as for the heat,
I haven't got any solutions now, but I'm not giving up. Could be if the combustion chamber had its own insulation, or if we had some kind of enchanted coolant. Find me again in Baldur's Gate. If I'm worth my salt, I'll have figured something out by then. Take care, Carl. Okay. And hopefully the next time I see you, I'll have something promising to report. Pocket any infernal iron you find along the way, Okay, thêm Infernal Iron và gặp lại cậu này ở Baldur's Gate Title Drop. Tung tung. Khá lắc. Yeah. Damon's upgrade didn't cool me down, but it did juice me up. I don't think I've ever felt more powerful. Tốt cho cô. Ok, để tìm một vài evil cho cô để chém thôi. Bring it on. À, không phải evil này nhá, không phải evil có sừng ở trước mặt cô nhá. Yeah, không phải devil này. Gale vẫn đau, vẫn đau bụng là sao? Trong phần này, chúng ta đã cứu một vài người đang lẩn trốn ở trong động khỏi một bọn nô. Và tất nhiên, chúng ta nghĩa hiệp cứu mà không cần họ phải trả hay đền gì cả, không cướp đồ của họ. Tiếp đến, chúng ta giúp Kalak tìm sắt địa ngục và đưa cho cậu thợ rèn để làm cái trái tim, cái máy địa ngục của cô ấy trở nên ổn định hơn. Có thể làm cô ấy đỡ nóng bỏng hơn. Nghe không đúng lắm. Không thể quên được, chúng ta đã có thêm một cặp sừng điển trai, dấu vết của việc làm việc chính nghĩa, không bận tâm đến bản thân. Hy vọng là trên đường mạo hiểm chúng ta sẽ tìm được một số giáp dụng tốt hơn để những cái người hùng của chúng ta đỡ ngoẻo hơn. Và rồi sẽ đến chỗ bọn Goblin, kết liễu những người cầm đầu của bọn chúng, giải cứu ông Druid Housen. Hãy nói cho mình biết khoảnh khắc mà bạn thích nhất trong tập này là gì ở dưới comment. Like nếu bạn thích kiểu nội dung này và subscribe để không bỏ lỡ các phần tiếp theo.